Hello, hello, chào tất cả các bác quay trở lại với kênh Di Động MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2023. Thì lời đầu tiên Di Động MV xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác nha các bác nhá. Chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc và kiếm thật nhiều tiền. Bác nào mà mua điện thoại thì các bác có thể tham khảo kênh của em. Bác nào ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ 111 Triều Khúc để xem máy, còn nếu bác nào xa thì xem video ưng máy nào nhắn tin Zalo cho em để vào chung kết luôn các bác nhá. Và chung kết thì các bác nhắn Zalo không cần đợi em xác nhận cái bạn. Các bác cứ nhắn thẳng vào luôn là tôi cần chốt con nọ con kia. Thì khi xem video thấy cây nào phù hợp các bác chụp ảnh màn hình lại, sau đó gửi qua Zalo cho em thì nhắn tin vào chung kết ngay nha các bác nhá. Không cần alo alo gì hết, để cho nhanh gọn, thời gian cho ngắn gọn các bác nhá. Thì hôm nay em lại giới thiệu đến những sản phẩm mà cửa hàng điện thoại Di Động MV đang sở hữu. Thì bác nào mà thấy cây nào phù hợp thì các bác có thể gọi cho em qua số điện thoại hotline 0911003229 để đặt hàng. Cây đầu tiên, đây là một cây Samsung Galaxy J7 Pro. Cây này là gọi là huyền thoại một thời. J7 Pro, RAM 3/32GB, 2 SIM 26, mọi chức năng hoạt động ok. Cây này em bán với cái giá là một củ tròn các bác nhá, 999.000 cây J7 Pro. Tiếp theo, cây Samsung Galaxy A31. Máy này hàng chính hãng công ty, mọi chức năng hoạt động ok, màn đẹp trong veo, không ngá mố, không nhiều ảnh gì, và tất cả mọi chức năng hoạt động ok các bác nhá. 2 SIM 26. Đây là Galaxy A31, máy màu trắng. Đấy, màu trắng hình thức tầm 97-98%, mọi chức năng hoạt động ok. Cây này thì A31 này 2 SIM, em đang bán với cái giá là bao nhiêu? Đang bán với cái giá là 2.500.000. Đấy, 2.500.000 các bác nhá. Galaxy A31 này thì 2 SIM 26, các bác về dùng gọi là sơ cua quá ngon luôn. 2 SIM 2.500.000 các bác nhá. Pin 5.000. Còn lại chung con này thì dùng chỉ một điều ước mỏng manh cho các bác là hết pin thôi. Nó rất là khó nha các bác nhá. Điều ước mỏng manh của con này là các bác dùng làm sao mà để nó hết pin để mà được sạc thôi, nó đã là khó rồi. Cây này thì em đang bán với cái giá là 2.500.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác hàng cao tiền hơn một chút nữa, là một cái lô điện thoại Galaxy A95G. Cái lô hàng này thì em bán đến thời điểm này thì cũng khá là nhiều, lô này em về gần 100 cây cơ. Và em bán thời điểm này chỉ còn khoảng loanh quanh hơn chục cây thôi các bác nhá, không còn nhiều nữa. Và các bác nào đặt hàng thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt. Giá thì loanh quanh chỉ có hơn 3 củ thôi, 3 củ 2, 3 củ 3, 3 củ 4, 3 củ 5. Đại loại là hơn 3 triệu một cây. A95G là các bác có thể dùng được một cây A90 này rồi. Về gọi là tầm tiền của nó thì hơn 3 triệu thì em nó là số 1, không có chuyện là số 2 các bác nhá. Không có chuyện là số 2 luôn. Đố các bác tìm trên thị trường một con nào mà ngon hơn con này luôn. Màn to, dùng mượt 6,7 inch. Máy dùng sướng mướt mượt mượt các bác nhá. A95G. Máy hỗ trợ 5G, màn 6,7 inch đẹp trong veo luôn, từ trên dưới và từ A đến Á là màn đẹp trong veo luôn các bác nhá. Một sim. Cây này thì A90 này thì các bác được trải nghiệm con pin là 4500 mAh, RAM 6GB và hỗ trong là 128GB. Chip xử lý là Snapdragon là 855, có chip rất mạnh và mượt các bác nhá. Đấy, nói chung là hơn 3 triệu mà nó trang bị gọi là tận rốn tận răng luôn. Cây số 6, hai cây số 6 màu đen màu trắng em đang bán với cái giá là loanh quanh 3.2-3.3. Hình thức của hai cây này chắc chắn là sẽ có xước các bác nhá. Đây, nó sẽ có xước một chút. Đấy, gọi là xước viền. Hình thức là xước viền nhưng màn đẹp nha các bác nhá. Xước viền, đấy cũng khá khá, cũng xước là khá khá đấy, nhưng mà màn đẹp. Đấy, dòng này thì các bác về dùng ốp là ok thôi. Cây này thì hiện tại em đang bán loanh quanh có hơn 3 triệu thôi, em nói thật là một cái giá rất là rẻ rồi các bác nhá. Và dòng này thì em bán ra em sẽ tặng cho bác một cái ốp lưng, sạc cáp và giá màn hình đầy đủ hết A95G. Hiện tại thì em bán với cái giá là 3.2 triệu, cây hai cây số 6 này. Còn ngoài ra em có sẽ có hàng cao tiền hơn một chút, đây 3.3 triệu cây số 1 này cũng được, cây số 3.3 triệu, cây này khá là ngon, cây số 3.1 3.3 triệu này cây này rất là đẹp các bác nhá. Cây này đúng là 3.4 triệu mới hợp lý. Cây này 3.5 triệu, cây số 5, hình thức tầm 97-98%. Đấy, nó đắt hơn cây kia 300.000 thì nó trông nó khác một chút rồi. Đấy, 3.5 triệu, tặng ốp lưng, sạc cáp, giá màn hình đầy đủ hết các bác nhá. Cây số 5. Đấy thì các bác nào mà lựa chọn dòng nào thì các bác gọi cho em. Hiện tại thì cửa hàng còn đa phần là màu trắng là nhiều thôi. Đa phần là còn nhiều màu trắng thôi, màu đen thì cũng hết rồi các bác nhá. Màu đen có mỗi cây kia thôi, không còn nhiều. Đấy, các bác thích đẹp thì các bác chơi con màu trắng này. Dòng này thiết kế rất hiện đại luôn, đằng trước đằng sau đều bằng kính. Đấy, giá đều loanh quanh hơn 3 triệu một cây. Thì em đang bán có hơn 3 triệu thôi. Tiếp theo giới thiệu cho các bác một con điện thoại. Đây là một con Samsung Galaxy S10 Plus, hàng chính hãng công ty Samsung Việt Nam. 2 SIM 26. Cây này thì S10 Plus các bác nhá. 2 SIM vật lý luôn, pin 4.000, màn 6.4 inch. Cây này thì RAM 8/128GB. Đấy, màn đẹp trong veo luôn, không ám không lưu, mọi chức năng hoạt động ok. Hình thức thì tầm 95-97%, tất cả mọi chức năng hoạt động ok hết các bác nhá. Cây S10 Plus này bản Samsung Việt Nam 4.800.000. Đấy, tiếp theo giới thiệu cho các bác dòng điện thoại nữa cao tiền hơn một chút, thì các bác lựa chọn cho em cái dòng S20 FE.
SMVE thì em có màu hồng, màu xanh và màu trắng các bác nhá. Hiện tại thì hàng cũng gần hết rồi. Ba màu, màu hồng, màu xanh và màu trắng này. Cái màu hồng này thì cái lưng của nó hơi dạn một tí, em đang bán với cái giá là 4.300.000 nha các bác nhá. Viền đẹp này, cái này viền xương rất là đẹp luôn. Viền đẹp, màn đẹp. Màn đẹp trong veo luôn, hết pin mất rồi. Đấy, cây này hết pin mất rồi, màn đẹp trong veo luôn các bác nhá. Không ngoài mô không nhiều ảnh gì. Trong cái phân khúc mà tầm giá hơn 4 triệu thì S20BE nó là một con máy mà lựa một cái sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Cây này kích thước màn hình của nó là 6,5 inch, màn hình là màn AMOLED và tần số quét là 120Hz, hỗ trợ 5G. Pin của nó lên tới 4500mAh các bác nhá, RAM 6/128GB. Và đặc biệt cái hay ho của con này ấy, chính là con chip Snapdragon 865 siêu mượt và siêu mát. Đấy, gọi là chip Snap mà kết hợp với quả màn 120Hz thì em nói đúng là số 1 luôn các bác nhá. Trong cái phân khúc tầm tiền hơn 4 triệu này thì em nói là số 1 luôn. Cây màu xanh ngọc này thì 4 triệu rưỡi nha các bác nhá, 4.500.000. Tặng ốp lưng, dán màn hình, sạc cáp đầy đủ hết cho các bác. Phí ship thì nhà em là 30.000 trên tất cả các máy. Và bên em thì mặc định là tặng sạc cáp 15W nha. Bác nào mà thích sạc cáp 25W thì các bác thêm 50.000 giúp em. Đấy thì các bác sẽ được sạc cáp 25W. Còn mặc định nhà em sẽ là 15W. Đấy, cây này cây màu trắng này, cây màu trắng cũng rất là đẹp luôn. Cây này em bán với cái giá là bao nhiêu? 4.500.000 thôi là các bác được sở hữu một con S20FE này rồi, rất là mượt và ngon các bác nhá. Kích thước vừa phải. Đấy, kích thước vừa phải, máy lướt mới mướt mượt mượt luôn. Cây cây này là S20FE màu trắng, 4.500.000. Tiếp theo thì trên tiền một tí thì các bác lựa chọn cho em dòng S25G phiên bản Mỹ. Hiện tại thì em có 3 cây này, màu hai cây màu trắng và một cây màu xám. Giá thì loanh quanh hơn 4 củ thôi là các bác được sở hữu một con S25G màu trắng này rồi và màu xám này rồi. Máy thì zin đẹp và chuẩn các bác nhá, phiên bản Mỹ, 2 sim 2 sóng cho bác nào thích nhỏ gọn đi lại nhiều mà cấu hình cao thì các bác có thể chơi con bản Mỹ này giúp em. Màn hình 6,2 inch, màn hình là màn AMOLED và tần số quét của nó lên tới 120Hz các bác nhá. Nói chung tần số quét con này vô đối luôn. Đây, tần số quét cao 120Hz mang đến độ trải nghiệm mượt mà ổn định cho các bác. Các bác nhìn chưa? À, con này chỉ tần số quét có 60Hz thôi. Con S20 thường này chỉ có 60Hz thôi. S20 Plus mới là 120 các bác nhá. Đây, S20 Plus thì mới là 120Hz. Nếu mà con này mà các bác muốn 120Hz thì các bác phải chuyển về chế độ QHD cộng, đại loại là cái chế độ con này thì không có 120Hz các bạn. Con này chỉ có 60Hz thôi các bác nhá. Nhưng mà thực tế thì con này cũng rất là mượt, một con Galaxy S20 giá hơn 4 triệu thì thời điểm này thì em nói thật là cũng rất là mượt và ngon rồi. Cái này pin 4000, màn 6,2 inch, RAM bao nhiêu đây? RAM 8/128GB, chip Snapdragon là 865, bản Mỹ 2 sim 2 sóng và hỗ trợ 5G các bác nhá. Máy mướt mượt mượt luôn. Đấy, mọi chức năng hoạt động ok, bản Mỹ 2 sim hỗ trợ 5G. Cái S20 nhỏ này, màu trắng này nhá, thì em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 4.800.000, cây này rất là đẹp luôn. Đấy, mướt mượt mượt từ trên dưới luôn các bác nhá. 4.800.000, một cây Galaxy S20 nhỏ cho bác nào thích nhỏ gọn đi lại nhiều và đút túi quần túi áo ấy thì các bác làm luôn con này cho em, 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G. Máy nhỏ gọn có 4.800.000 thôi. Tặng ốp lưng, sạc cáp, dán màn hình đầy đủ cho các bác nhá. Các bác về chỉ việc gọi là cắm sim vào dùng thôi, không cần làm gì hết. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác dòng điện thoại Galaxy Lốt 20. Lốt 20 là một trong những hàng gọi là bom tấn vào cửa hàng em, và em bán rất là mạnh cái dòng này các bác nhá. Giá thì từ loanh quanh từ 5 củ cho đến 5 củ 8, gọi nói chung là tiền nào của đấy tùy hình thức thôi các bác nhá. Về Lốt 20 thì em có Lốt 20 5G này thì em có bản Hàn và bản Mỹ. Bản Hàn thì nó khác bản Mỹ cái gì, em sẽ phân tích cho các bác nghe. Bản Hàn thì nó sẽ là một sim, còn bản Mỹ thì nó sẽ là hai sim. Nhưng bản Hàn bộ nhớ trong của nó sẽ cao gấp đôi phiên bản Mỹ. Bản Hàn thì bộ nhớ trong của nó lên tới 256GB, còn bản Mỹ thì bộ nhớ trong của nó chỉ có 128GB thôi. Còn lại mọi thứ là như nhau các bác nhá. Đấy, thế nên bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về cấu hình của nó như sau. Lốt 20 5G phiên bản Hàn, em sẽ giới thiệu cho các bác phiên bản Hàn trước. Bản Hàn thì hiện tại em có màu đen, màu đỏ, màu xanh. Đấy, cho các bác cho tha hồ lựa chọn, lại còn màu đồng nữa. Đấy, đen, đỏ, đồng, xanh, gọi 3D và 1X nha các bác nhá. 3D vùng đôi X. Cái này thì màu đen, đấy, màu đỏ này, màu hồng, màu ấy, đủ các màu luôn. Hiện tại thì hàng đẹp. Về dòng Lốt 20 này thì em có hàng đẹp 98-99% và hàng đẹp tầm 95%. Thì giá nó sẽ chênh nhau cũng khá nhiều các bác nhá. Ví dụ như hai cây em đang cầm trên tay đây là hai cây hàng đẹp 99%, thì một cây màu đồng, một cây màu xanh, có cả cây màu đen nữa, hàng đẹp anh không biết hàng đen, màu đen hàng đẹp em để đâu rồi, nhưng có một cây màu đen hàng đẹp các bác nhá. Hình thức của máy 98-99% đẹp như ngọc tờ đinh luôn các bác nhá. Led nền nẹt từ trên dưới và từ A đến Á này. Đấy, cây màu xanh, màu đồng, hai cây. Cấu hình của nó như sau.
máy thiết kế công nghệ màn hình phẳng tràn viền. Các bác nhìn cái màn hình đẹp chưa? Màn tràn viền và cây này kích thước màn hình của lên tới 6,7 inch, loa kép RAM 8 trên bộ trong là bao nhiêu? 256GB đối với phiên bản Hàn các bác nhá. Máy này thì hỗ trợ 5G và chỉ dùng được một SIM thôi. Mọi chức năng thì hoạt động ok hết các bác nhá. OK hết luôn. Máy màn đẹp trong veo luôn, không ám ố, không nhiều ảnh gì. Hỗ trợ 5G, pin của nó lên tới 4300 mAh, RAM 8/256, chip SLAT 865. Mọi chức năng hoạt động ok, máy nguyên zin nguyên bản. Đẹp 99% thì em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 5.800.000 nha các bác nhá. 5.800.000, hàng rất là nhiều luôn, có màu đồng này, màu đen thì 5.800.000 một cây. Đấy, có cả cây màu xanh ngọc này, xanh ngọc rất đẹp luôn các bác nhá. Xanh ngọc rất đẹp luôn, rất ít khi về được cái màu xanh kiểu như vậy. Bác nào mà thích màu xanh thì các bác gọi ngay cho em để đặt hàng các bác nhá. 5.800.000 là các bác được sở hữu một con đẹp 98-99%, nguyên zin và led nền nẹt này rồi. Đấy. Ngoài ra thì em có một cây phiên bản Hàn màu đỏ này, 5.500.000 các bác nhá. Cây này đạp tầm 96.69% thôi. Cây này thì nó không đẹp keng như cây kia. Nói chung là nhìn kỹ thì nó có xước nhẹ một tí ti, không đáng kể. Nói chung cây này em thấy là cũng rất là chất lượng và đẹp. Thì cây này em đang bán với cái giá là 5.500.000, cây màu đỏ này nhá. Ngoài ra thì bác nào thích rẻ hơn thì các bác chơi cho em con số 2 này. Cây này có 5 triệu thôi. Có 5 triệu thôi các bác nhá. Cây này thì hình thức của nó góc lại hơi cấn một tí này các bác này, hơi cấn một tí. Nhưng mà thôi, mình dùng ốp là ok. Được cái là giá thành nó cũng rẻ. Mọi chức năng mà ngon, màn thì đẹp trong veo luôn, không ám không lưu. Đấy, cây này thì không ám không lưu ảnh các bác nhá. Thì các bác có thể lựa chọn cho em cái cây cây số 2 phiên bản Hàn màu đen này, 5 triệu thì các bác chấp nhận là góc nó sẽ gọi là phẩy một chút. Đấy, thì cũng là ok. Cây này em bán với cái giá 5 triệu cây số 2 các bác nhá. Ngoài ra thì ngoài ra thì có một cây màu đồng 5 triệu này. Cây này thì viền lưng đẹp nhưng màn hình xước nhẹ một hai vết. Thì giá màn hình nên là hết thôi. Cây màu đồng này em bán với cái giá là 5 triệu các bác nhá. Màn hình thì đẹp trong veo luôn, không ám không lưu và mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, nó chỉ có xước nhẹ một tí màn hình này thôi. Còn lưng viền vũng đẹp ok, ngon lành cành đào nhá. 5 triệu tròn. Đấy. À đây, bản Hàn em có một cây màu đen đây, 5.800.000, hàng đẹp 98.99% đây. Đây, lấy em bảo có một cây mà không biết em thất lạc đâu đây. Thì nó đây chính là đây các bác nhá. Vì lượng máy em rất là nhiều. 5.800.000. Đấy, tiền nào của đấy. Bác nào mà thấy cây nào yêu thích thì cứ gọi điện thẳng cho em để chốt đơn luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em có cả bản Mỹ này các bác này. Bản Mỹ thì hiện tại thì hàng đẹp 97-98%. Thì em đang bán với cái giá là 5.800.000. Bản Mỹ thì các bác có thể dùng được 2 SIM 2 sóng các bác nhá. 2 SIM 2 sóng và hỗ trợ 5G. Đây, bản Mỹ đẹp 97-98% và nguyên zin nguyên bản led đèn đẹp các bác nhá. Đây, hình thức tương đối là đẹp. Nói chung là nếu có phe phẩy thì bằng lông tơ của con kiến nó rụng lên đây thôi. Gọi là chấp nhận được 97-98% các bác nhá. Đẹp, rất đẹp và ngon luôn. Máy nguyên zin nguyên bản, màn đẹp trong veo luôn, không ám không lưu. Cái hay của nó là cái màn hình rất là đẹp các bác nhá. Không ám ố, không lưu ảnh và mọi chức năng ok. Giá thời điểm này em thấy là có hơn 5 triệu rồi. Dùng 2 3 năm nữa bán đi vẫn được hơn 3 triệu, 4 triệu. Thì nói thật nó xuống đến đáy rồi. Cái bọn Note 20 này nó xuống đến đáy rồi các bác nhá. Thì Note 20 bản Mỹ này em bán là 5.800.000 một máy, tặng ốp lưng, sạc cáp, giá màn hình đầy đủ. Dòng này thì bản Mỹ các bác sẽ dùng được 2 SIM, 2 sóng và hỗ trợ 5G. Đấy. Ngoài ra em có một cây phiên bản Mỹ, em bán có 5.500.000 thôi các anh em nhá. 5.500.000 thôi. Cái cây này thì em có bán có 5.500.000 vì bởi vì sao? Bởi vì hình thức của nó gọi là phẩy hơn một tí, gọi xước nhẹ hơn tí ti, không đáng kể. Nói chung là nhìn thì cũng rất là đẹp. Tầm 95%. Đấy, nó xước nhẹ một chút thôi thì em bán với cái giá 5.500.000. Đấy, 5.500.000 một cây bản Mỹ. Vẫn tặng ốp lưng sạc cáp, giá màn hình đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, bác nào thích dòng Note 20 bản Hàn bản Mỹ thì các bác cứ cân đối xem. Nếu mà mình dùng một SIM thì mình có thể chơi con bản Hàn này. Còn thì bộ nhớ nó cao, còn dùng 2 SIM thì các bác chơi con bản Mỹ, 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G. Bộ nhớ của nó kém hơn một tí, nhưng mà một thực ra 128GB thì anh em lưu thoải mái rồi. Nha các bác nhá. Đấy là cái dòng Note 20 Note 20 5G bản Hàn bản Mỹ các bác nhá. Ngoài ra thì cửa hàng em có hàng bom tấn cho các bác này. Đây là hàng Note 20 Ultra 5G phiên bản USA. Đẹp 99.99% các bác nhá, gọi là không tì vết nào luôn, không vết mũi đốt, người ta gọi là đẹp mà không vết mũi đốt ấy, thì chính là em nó. Đây là có hai màu đồng và màu đen, đen bóng nha các bác nhá. Hai màu, mỗi màu nó có một cái đẹp riêng các bạn, gọi là đẹp không vết mũi đốt thì là em nó đây. Đấy, dành cho bác nào gọi là thích gọi là hàng nét nền nẹt mà không gọi là ham rẻ. Còn bác nào thích ham rẻ thì em không có hàng đấy. Hàng đấy thì trước đây em cũng có hàng 7X, 8X đấy, thì em bán có hơn 7 triệu, hơn 8 triệu. Thì cái hàng đấy thì nó gọi là hàng phẩy, hàng xước. À, camera thì có con nó mờ một tí, có con thì viền nó xước, màn xước nhẹ. Thì em bán có 7X, 8X thôi, nghĩa là 7 triệu mấy, 8 triệu mấy rồi nha các bác nhá. Còn hàng này gọi là hàng lét lèn lẹt, gọi là hàng không mũi đốt, không tì vết. Thì
em bán với cái giá là 9.800.000, các bác lưu ý là 9.800.000 các bác nhá. Tặng ốp lưng, sạc cáp, dán màn hình đầy đủ hết. Hàng này thì gọi là dành cho các bác nào khó tính nhất thì các bác lựa chọn. Nguyên siêu viền này các bác này. Đấy, siêu viền còn chưa có bóc ra các bác nhá. Về anh em nào vui vui nên thì anh em lột ra cho nó vui. Vui tay thì anh em lột ra, không thì để nguyên này cho nó mới. Đấy, nguyên siêu viền, nguyên siêu lưng, nguyên siêu màn, nhưng lưng thì đa phần em bóc hết ra rồi. Đấy, còn lại thì một số cây thì em chưa bóc cái siêu lưng. Máy này gần như là hàng nét nền nẹt nha các bác nhá. Nét nền nẹt luôn, gọi không có gì để ngắm nữa rồi. Đấy, không có gì để ngắm luôn các bác nhá. Gọi hàng nét nền nẹt. Hiện tại thì có hai màu, màu đen và màu đồng. Cấu hình thì thuộc dạng xếp vào top gọi bom tấn rồi. Màn 6,9 inch, màn 2K cộng và tần số quét là 120 Hz. Lô này của em là lô phiên bản Mỹ, 2 SIM 2 sóng các bác nhá. 2 SIM 2 sóng và hỗ trợ 5G. Pin của nó lên tới 4500 mAh. RAM thì RAM 12GB, bộ trong là 128GB, chip xử lý Snapdragon là 865 cộng. Đấy, màn 2K cộng các bác nhá. Cấu hình thì khỏi phải bàn luôn, thiết kế đẹp, camera lồi trông rất hầm hố luôn. Lốt 20 Ultra 5G. Hàng đẹp 99,99%, hàng không muỗi đốt các bác nhá. Không muỗi đốt, dành cho những bác thích hàng đẹp. Thực ra thì nếu mà cái hàng này mà so với những cái con mà các bác đi mua mới ở một số siêu thị ấy thì nó rất là hời luôn. Vì các bác đi mua mới một con, ví dụ bây giờ một con A73, A53 thôi, nó giá nó loanh quanh 8 cho đến 10 triệu rồi. Ví dụ con A53 thôi, các bác đi mua cũng phải tầm 8 triệu rồi. Mà so với cái con này em nói thật là nó chỉ như kiểu là một con 6 phần, một con 10 phần thì một con chỉ được 5 phần thôi các bác nhá. Ví dụ như con A53 với cái A73 gọi là sách dép cho con này, gọi cũng không đủ, gọi là không đủ sách dép. Thứ nhất là sao? Con chip rất là đẹp và màn hình của nó rất là đẹp nhá. Những con A kiểu như vậy thì chỉ được cái là gọi là có cái hộp thôi. Con này của em thì bê nguyên về, thiếu mỗi cái hộp nữa là thành cái máy mới rồi. Đấy, thì các bác nào thích hàng đẹp chất LED thì các bác có thể lựa chọn cái loại này, đừng đắn đo các bác nhá. Tặng ốp lưng, sạc cáp, giá màn hình đầy đủ hết, nốt 20 Ultra 5G. Em đang bán với cái giá là 9.800.000. Ship hàng trên toàn quốc luôn nên anh em đừng hỏi qua có ship hàng hay không, mà em chỉ cần có lý do thôi là em sẽ ship hàng trên toàn quốc cho các bác. Các bác cọc tiền em sẽ ship cho các bác đến tận nơi luôn, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhá. Đây là cái dòng lốt 20 Ultra 5G. Cấu hình thì gọi là xếp vào top bom tấn trong cái tầm tiền này rồi. Đây là một trong những cái dòng điện thoại mà có thể nói là cũng là huyền thoại đấy. Nó sẽ đi vào huyền thoại các bác nhá. Bút S Pen các kiểu, gọi là vẽ voi vẽ vượn, các bác ngồi gọi là vẽ chân dung người yêu, ngồi buổi tối ngồi ngắm vẽ vời ly tinh đấy, nó viết rất là nhiều tính năng hay ho cho các bác lựa chọn các bác nhá. Đấy thì là rất là nhiều tính năng, các bác về các bác tự học trên mạng để dùng cái bút này. Thì hiện tại dòng này em đang bán đồng giá màu đen màu đồng cho các bác, giá 9.800.000. Các bác nhìn đẹp chưa, led đèn đẹp, gọi led như ngọc tờ đinh các bác nhá, không vết mũi đốt. Cây này em đang bán với cái giá là 9.800.000. đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác dòng, một cái dòng huyền thoại của những huyền thoại. Đây là dòng Galaxy Note 10 Plus, một trong những dòng điện thoại em đánh giá về độ đẹp của nó thì gọi là gần như là xuất sắc luôn. Cái độ Note 10 Plus này nó đạt đến giới hạn của đẳng cấp thiết kế rồi. Note 10 Plus bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, hình thức máy thì lô này em đánh giá nó tầm loanh quanh từ 97 cho đến 98%. Hiện tại thì màu đen này em đã hết rồi, và màu đen này gần như chỉ còn khoảng 2 đến 3 cây nữa thôi, không còn nhiều hàng các bác nhá. Chủ yếu là hiện tại bây giờ em còn màu đa sắc và màu trắng là nhiều. Đấy, hai màu sáng màu thì các bác có thể lựa chọn màu đa sắc và màu trắng như này các bác nhá. Hình thức đẹp tầm 97 cho đến 98%. Nói chung là máy nguyên zin nguyên bản phiên bản Hàn Quốc. Đấy, phiên bản Hàn Quốc thì các bác sẽ dùng được như nào? Cấu hình của nó như sau. Màn hình 6,8 inch, màn hình là màn 2K các bác nhá. Cây này thì RAM rất là nhẹ nhàng thôi, có 12GB bọ. Đấy, 12/256GB. Một cái cấu hình mà có thể nói và xếp vào cái top mà đẳng cấp rồi. Xếp vào cái top quá là cao, mà giá tiền thời điểm hiện tại thì một con Note 10 Plus này em đang bán có 6.500.000 rồi các bác nhá. 6.500.000 là các bác sở hữu một con Galaxy Note 10 Plus. Các bác nghe là Note Plus các bác nhá, chứ không phải Note 10 thường. Máy hỗ trợ 5G, phiên bản Hàn này em thấy là hay nhất trong các bản. Bởi vì sao? Bởi vì các bác sẽ dùng được hai SIM vật lý, hỗ trợ 5G, màn hình to, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy, thì màn hình của lô này của em là đẹp trong veo luôn, không ám, không lưu ảnh gì hết nhá. Thì em bán là 6.500.000. Anh em nào mà múc thì gọi cho em số điện thoại đây, em sẽ gửi hàng trên toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi quá mới phải thanh toán các bác nhá. Dòng Note 10 Plus này thì em bán ra sẽ tặng cho các bác một cái ốp lưng, sạc cáp và dán màn hình đầy đủ. Sạc cáp mặc định là 15W, anh em nào thích 25W thì thêm 50.000 giúp em. Nếu mà mua tai nghe thì thêm 50.000 giúp em nhá, em không tặng tai nghe nhá. Các bác lưu ý là như vậy. Nhiều bác cứ hỏi có tai nghe không. Đấy, thì tai nghe cái đồ tặng thì nó không ra gì đâu, nên là em nói thẳng là không có tai nghe. Bác nào mà thích tai nghe AKG thì em để cho 50.000, gọi để cho giá rẻ thôi. Chứ còn tặng thì em chỉ có tặng như vậy thôi. Một con máy bán ra thì chẳng lãi lời được mấy.
tặng như vậy thôi các bạn nhá. Phí ship là 30.000 trên tất cả các máy. Đấy, thì là hiện tại dòng lốp 10 Plus em đang bán là 6.500.000, tặng cho các bác một cái ốp lưng sạc cáp 15W, dán màn hình PPF, dán thì em sẽ dán sẵn cho các bác nhá. Đấy, thì các bác nhận hàng kiểm tra hàng thì các bác thanh toán có 6.500.000 thôi, rất là rẻ luôn các bác nhá. Là dòng lốp 10 Plus hiện tại có màu đa sắc này, màu trắng em thấy cũng rất là đẹp này. Màu trắng, đấy, cầm màu trắng trông rất đẹp luôn. Trước sau đều bằng kính. Máy thì zin từ A đến Á luôn. Cây này hết pin mất rồi. Zin từ A đến Á các bác nhá. Rất đẹp luôn, màu trắng này rất đẹp luôn này các bác này. Đấy, các bác có thể lựa chọn dòng này. Lốt 10 Plus, máy to, màn đẹp, dùng sướng, thiết kế sang trọng. Giá 6.500.000 là các bác sở hữu được một con lốt 10 Plus rồi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng điện thoại S20 Plus các bác nhá. S20 Plus hiện tại thì em có hai màu. Đây là lô phiên bản Mỹ, hình thức loanh quanh 95-97%. Phiên bản Mỹ, phiên bản gọi là mẽo đấy, USA các bác nhá. Thì bác nào mà thích hai sim, cấu hình cao thì các bác chơi con này cho em. Con này cấu hình rất cao các bác nhá. S20 Plus phiên bản Mỹ, hiện tại em có màu đen và màu màu xám. Hai màu cơ bản, gọi là hai màu cơ bản cho các bác nào mà thích gọi là thích tối tối màu thì các bác chơi hai con này cho em. Hiện tại thì về hình thức của máy em đánh giá con này được tầm 95-97%. Máy nguyên zin từ A đến Á các bác nhá. Mọi chức năng thì hoạt động ok hết. Màn hình đẹp 6.7 inch, màn AMOLED, loa kép, tần số quét 120Hz. Con này màn 2K đấy chứ không phải đùa đâu. Màn 2K và tần số quét là 120Hz. Pin của nó lên tới 4500mAh. Pin này dùng một ngày thoải mái các bác nhá. Chip Snapdragon 865, RAM 12GB, bộ trong là 128GB. Hiện tại thì dòng S20 Plus này em đang bán với cái giá là 5.600.000, Alonso đồng giá hết nhá. Tặng ốp lưng, sạc cáp và giá màn hình cho các bác. S20 Plus, đấy, bản Mỹ 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G. Đồng giá luôn 5.600.000. Đấy, tặng ốp lưng, sạc cáp, giá màn hình. Bác nào thấy cây nào phù hợp thì cứ gọi ngay cho em để đặt hàng. Em ship hàng trên toàn quốc hơn 5 triệu thôi. Em nói thật thời điểm này giá quá rẻ luôn. RAM 12GB trên 128GB, pin 4500, pin con này thì khỏi phải bàn luôn nhá, dùng một ngày thoải mái luôn. Mà dùng rất là mượt, con này hỗ trợ 5G, 2 SIM mà dùng rất mượt luôn. Tất cả mọi máy Mỹ về cửa hàng em thì em sẽ áp sang dòng quốc tế và em sẽ loại bỏ hết logo khởi động và logo Mỹ. Và loại bỏ hết áp giác áp thừa, fix đổi full cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn cái máy áp dòng quốc tế chưa? Nhìn nó mướt mượt mượt luôn các bác nhá. Đấy, giá loanh quanh 5.600.000. Tặng ốp lưng, sạc cáp, giá màn hình. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng điện thoại Galaxy S20 Ultra thì hiện tại cửa hàng em cũng không còn nhiều. Em chỉ có một cây màu đen và một cây màu xám này thôi. Cây màu đen này là cây phiên bản Mỹ. Cây này thì hình thức của nó đẹp tầm 97%. Cây này cũng khá là đẹp các bác nhá. Cây này cũng khá là đẹp luôn. Một trong những cái cây máy mà em đánh giá là cũng chất lượng cũng rất là ok. 97-98%. Màn hình đẹp trong veo luôn, không ám ố, không nhiều ảnh gì. Phiên bản Mỹ 2 SIM. S20 Ultra 5G, màn to lên tới 6.9 inch. Con này màn 2K cộng và tần số quét của nó là 120Hz. Máy chạy có chip Snapdragon 865, RAM 12-128GB, 2 SIM 2 sóng và hỗ trợ 5G phiên bản Mỹ các bác nhá. Màn hình đẹp mướt mượt mượt, camera thì zoom đến 100x luôn. Camera con này thì đẳng cấp rồi, đẳng cấp thực sự luôn các bác nhá. Đấy, chụp ảnh đẹp, camera ngon đẹp luôn. Cái này thì hiện tại em đang bán với cái giá là bao nhiêu? Cây màu đen này em bán với cái giá là 7 triệu tròn các bác nhá. 7 triệu tròn là các bác được sở hữu một con Galaxy S20 Ultra 5G màu đen này rồi. 7 triệu tròn là các bác được sở hữu nó. Ngoài ra em còn một cây bản Mỹ thay lưng này thôi. Cây này cũng rất là đẹp luôn, chỉ tiếc mỗi cái là thay mỗi cái lưng rồi các bác nhá. Tiếc mỗi cái là thay lưng rồi, còn không cây không thay lưng thì cây này là một trong những cây máy rất là đẹp. Đấy, lưng đã thay rồi. Máy nguyên zin nguyên bản, mọi chức năng hoạt ok, chỉ mỗi thay lưng thôi, màn đẹp trong veo luôn, không ám không lưu ảnh gì hết. Chỉ có mỗi là thay lưng thôi các bác nhá. Thì cây này em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 6.900.000. Cây S20 Ultra Mỹ nhá, 6.900.000. Tiếp theo thì sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu cho các bác, đây là cái dòng điện thoại Galaxy S21 5G phiên bản Mỹ. S21 5G. Máy mọi chức năng hoạt động ok hết. Đây, em giới thiệu cho các bác xem. Phiên bản Mỹ các bác nhá. Phiên bản này thì gọi là vô đối luôn. Đấy. S21 5G. Máy hỗ trợ 5G, máy màn hình nhỏ gọn cho bác nào mà đi lại nhiều. Thì các bác đút túi quần, đút túi áo nhiều ấy, thì các bác có thể lựa chọn cho em cái dòng S21 5G này. Nó 6.2 inch, thực ra nó không quá to và không quá bé. Nó rất là vừa phải các bác nhá. Gọi là hợp ví đấy, người ta gọi là hợp ví. Đút túi quần, túi áo thì ok luôn. Bản Mỹ 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G. Tần số quét của màn hình con này rất là đặc biệt, 120Hz nha các bác nhá. Con này thì màn hình của nó lên tới 120Hz thì các bác biết là rất là mượt luôn.
Đấy, vì gọi là Samsung nó là cha đẻ của cái màn hình 120Hz này rồi. Thế nên là gần như là nó ưu ái cho cái đứa con của nó các bạn nhá. S21 5G, máy thiết kế nhỏ gọn đẹp 6,2 inch, màn AMOLED. Khi em quay video mà có mấy bác đang gọi thì em sẽ tạm thời em sẽ tắt đi các bác nhá. Và các bác thông cảm như vậy, hoặc là khi đấy thì vợ em sẽ nghe máy. S21 5G Mỹ này thì hiện tại thì em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 6.200.000 một cây, màu đen và màu tím như này các bác nhá. Có cả cây màu hồng lam tính này, cho bác nào mua về các bác ngắm cho nó đẹp này. Đấy, màu hồng lam tính trông rất lạ mắt luôn. Cây này nó hồng, nó cũng chả phải hồng mà nó kiểu màu gì các bạn, màu vàng pha mới hồng mới pha mới cam, đại loại là nó cái màu nó rất là đặc biệt, giống hệt trên video các bác xem luôn. Đấy. Cây S21 5G này, màu tím, màu hồng, màu đen, em bán với cái giá đồng giá là 6.200.000. Về máy thì nguyên zin nguyên bản 100%, zin đét từ A đến Á và từ trên dưới các bác nhá. 6.200.000 là các bác được mua một con S21 5G đây rồi. Bản Mỹ 2 sim 2 sóng, hỗ trợ 5G, mọi chức năng hoạt động ok hết. Ngoài ra em có một cây bản Hàn đang bán với cái giá là 6 triệu. Quại cây Hàn này thì em bán quại cho nó vui vậy thôi. Cây Hàn này thì bác nào dùng một sim thì các bác chơi con bản Hàn này cho em. Cây này thì hình thức xước nhẹ các bác nhá, viền xước nhẹ tí ti, gọi là lông mèo lông chuột dính lên đây không đáng kể. Đấy, bản Hàn. Hàn này thì các bác dùng được một sim. Các bác lưu ý là bản Hàn nó chỉ dùng một sim thôi, nhưng mà nó sẽ là bộ nhớ trong của nó sẽ cao gấp đôi phiên bản Mỹ, 8/256GB. Cây bản Hàn em bán với cái giá là 6.100.000 các bác nhá. 6.100.000. Đấy, cho nó lẻ loi nghe cho nó đẹp. Tiếp theo thì các bác nào thích S21 Plus thì các bác chơi ngay con này cho em. Phiên bản Hàn Quốc màu tím mộng mơ. Cây này thì giá có 6.900.000 thôi. Màu tím viền vàng, lưng tím viền vàng này rất đẹp đúng không các bác nhá. Lưng tím viền vàng, mọi chức năng ok. Cây này cấn mỗi một tí chỗ góc này thôi, còn lại là ok. Màn to 6.9 inch, màn hai con này thì màn của nó là 120Hz các bác nhá. Cây này thì bản Hàn một sim, hỗ trợ 5G, pin của nó lên tới 4.800 mAh. Pin con này cũng xếp vào top gọi là top bom tấn đấy, cũng là xếp vào top gọi là châu. Hỗ trợ 5G một sim, RAM 8/256GB. Cây S21 Plus này em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 6.900.000 nha các bác nhá. Đấy là toàn bộ dòng S21, S21 Plus của em. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác vài cây Galaxy S21 Ultra. S21 Ultra thì lên video các bác cũng lấy cũng khá nhiều rồi. Và hiện tại thì cửa hàng em xem là còn mấy cây nữa em sẽ giới thiệu vợ cho các bác nhá. S21 Ultra này. Thế bác nào mà đang quan tâm đến cái dòng S21 Ultra thì em sẽ giới thiệu cho các bác xem đây. S21 Ultra thì hàng đẹp em hết rồi. Và hiện tại thì em chỉ còn loanh quanh ít hàng gọi là hàng phe phẩy này thôi các bác nhá. Hàng B nhưng mà nghe từ B thôi, nhưng mà chất lượng máy thì cũng khỏi phải bàn luôn. Các bác nhìn đây là cây đầu tiên, cây phiên bản Mỹ này. Đấy, cấu hình của nó như sau. S21 Ultra em sẽ giới thiệu cho các bác về thiết kế của nó. Thì quả camera của nó là một cái mà có thể nói là như cái máy ảnh luôn các bác nhá. Camera zoom đến 100x luôn, từ gọi là lông tơ kẽ tóc, đấy, lông chân các kiểu nó zoom đến tận gọi là tế bào luôn các bác nhá. Gọi là zoom đến tận tế bào luôn. Cũng rõ để các bác nhìn này, nó zoom tay em này. Đấy. Đây nhá, 3x này, các bác nhìn chưa? Các bác nghe có em có nói sai không? Đấy, nó zoom đến tận tế bào luôn các bác nhìn chưa? Đấy. Rất là lép luôn. Nói chung là con này nó camera của nó thì bác nào mà chụp ảnh thích cái chụp ảnh ấy, gọi là thích tự sướng chụp ảnh thì con loại này nó là vô đối luôn các bác nhá. Và hiện tại thì hàng A trừ và hàng A cộng của em là hết sạch rồi. Em chỉ còn hàng B, hàng C thôi. Được cái là giá rất êm luôn các bác nhá. Giá rất êm luôn. Hình thức của nó sẽ có xước có phẩy, nhưng mà nó rất là êm. Chỉ loanh quanh hơn 8 triệu là các bác có thể mua được một con S21 Ultra phiên bản Mỹ này rồi. Máy 2 sim 2 sóng và hỗ trợ 5G. Em sẽ giới thiệu cho các bác cái lô này nha các bác nhá. Màn hình của nó là 6.8 inch, màn hình là màn AMOLED. Mọi máy về quán em này em đã thử hết sim rồi các bác nhìn này, gọi vào số của em để test sim này. Đấy, 5 giây để test sim các bác nhá. Màn hình thì đẹp trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì, chỉ có mỗi gọi là hình thức nó có phẩy một chút thì em bán với cái giá rẻ thôi. Cây số 5, hàng B, 8.800.000, cây này màu đen nhá các bác nhá. Viền nó sẽ phẩy một chút. Đây các bác nhìn viền nó sẽ phẩy một chút như này nhá. Nó không đẹp keng xè beng đâu. Em nói trước là nó không đẹp keng, nhưng mà nó là một cây máy zin chuẩn luôn. Đấy, máy zin màn đẹp. Đấy, màn đẹp trong veo luôn, không ám không lưu, mọi chức năng là ok hết. Các bác về dùng ốp là ngon. Cây này hình thức em đánh giá tầm 95%. Cây hàng B, cây số 5 này em thấy chất là chất lượng luôn này. 8.800.000 nha các bác nhá. 8.800.000. Đấy, à đây cấu hình của nó như sau. Màn 6.8 inch, màn 2K cộng và tần số quét là 120Hz, RAM 12/128GB, chip Snapdragon là 888. Con này được trang bị viên pin đến 5000 mAh các bác nhá.
pin rất khủng luôn. Cây số 5 em bán với cái giá là 8.800.000 cây hàng B. Cây hàng C số 13 em bán 8.500.000 thôi. Thực ra là các bác lựa chọn con 8.500.000 này rất là vừa tiền và hợp ví này các bác này. Đấy, 8.500.000 lưng đủng đẹp, camera không một hạt bụi các bác nhá. Zin nét đét là đẹp luôn. Đấy, viền thì nó sẽ phẩy. Em nói trước là viền nó có xước phẩy như này các bác nhá. Các bác về thực ra dùng ốp, mình dùng ốp là ok thôi. Đẹp mấy xấu thì cũng cho vào cái ốp hết. Quan trọng nhất là cái gì? Chất lượng máy ngon, nành, cành đào, đẹp, full mọi chức năng, zin chuẩn thì các bác múc luôn. Mà giá thì cũng loanh quanh có 8 triệu, hơn 8 triệu tí thôi. Rất là rẻ các bác nhá. Cây hàng C số 13 8.500.000. Viền phẩy các bác nhá. Cây hàng C 8.500.000 tiếp, bản Mỹ số 14 8.500.000 lốt. Giới thiệu lốt cho các bác, cây này viền phẩy ít hơn này, hàng C viền có phẩy nhưng xước ít hơn. Thì cây này em bán với cái giá 8.500.000, cây này xước một vết trên màn hình, dán màn hình nên hết sạch luôn. Đấy, dán màn hình nên hết sạch luôn các bác nhá. Màn đẹp trong veo luôn, không ám không lưu. Cây này là cây số bao nhiêu đây? Cây hàng C số 14 cho các bác 8.500.000. Cây hàng cây số 9 8.800.000, cây này ok, này khá là đẹp luôn này các bác này. Viền vũ ngon, xước nhẹ tí tí, nói chung là phải nhẹ tí tí. Đây, phải nhẹ một tí xíu như này. Cây này thì 8.800.000 nha các bác nhá, cây số 9. Cây này hàng B, màn đẹp trong veo luôn, không ám không lưu. Cây này ok đấy, cây này các bác đặt cây này được. Cây số 9 hàng B 8.800.000. Nhưng nói chung là hàng B là các bác dùng đã rất là thoải mái rồi. Mình mua một con hàng lướt thì thứ nhất là giá thành nó cũng rẻ. Cây hàng C trừ này có 8.300.000 này các bác này. Cây này cây số 11 hàng C trừ 8.300.000. Cây này thì hình thức viền vùng cũng tương đối là được, nhưng màn chắc xước. Đây, màn hình nó xước vài vết các bác nhá. Xước nhưng mà là một con máy zin, màn hình thì đẹp trong veo luôn, không ám không lưu gì, nó xước nhẹ này, mình dán màn hình nên hết sạch thôi. Thì cây này cây hàng C trừ em bán 8.300.000 cây số 11. Cây số 10 hàng C 8.500.000. Cây này hàng C mà cây này là khá ổn rồi. Viền đẹp, lưng đẹp, màn hình xước nhẹ một hai vết, hàng C, dán màn hình nên hết thôi các bạn. Dán màn hình nên hết sạch thôi. Cây này em bán với cái giá 8.500.000. Đấy, còn mấy cây giới thiệu lốt cho các bác nhá. Đây, còn cây cuối cùng nữa này, cây hàng C, cây số 1 8.500.000. Đây là toàn bộ tất cả những máy mà hôm nay cửa hàng Di Động MV giới thiệu đến cho các bác. Bác nào thấy cây nào phù hợp thì các bác có thể gọi bên em để đặt hàng qua số điện thoại hotline 0911003229, địa chỉ cửa hàng em tại địa chỉ 111 Triều Khúc, Hà Nội. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.